Thì đối với con, Ký ức vui vẻ là một cái chương trình rất là hay và rất là ý nghĩa. Cho nên khi mà được đứng ở trong chương trình và trở thành một mảnh ghép của chương trình thì nó là một cái niềm rất là trân trọng và rất là vinh dự khi mà ngày hôm nay con được đến với chương trình. Dạ, thường mọi người hay đùa con là một cô gái không có nhiều cái ký ức về tuổi thơ cho lắm. Cho nên là có nhiều cái đến bây giờ thì con cảm thấy là mình giống như là bị mất ký ức vậy đó. Cho nên con hy vọng là trong cái buổi ngày hôm nay con sẽ đến đây và để ôn lại những cái ký ức cùng với các cô chú và các anh chị. Dạ thưa chú, trước đó thì mỗi lần mà con đi diễn hay là con đi thi những chương trình mà con có hóa trang thành con gái á, thì mọi người hay nói con với Miyu có gương mặt giống nhau. Kêu lâu lâu mọi người gọi là anh em sinh đôi. Dạ. Giống thiệt. Giống cái khuôn miệng á với răng á. Cười cười nghe anh cười. Có răng nanh á. Nhìn giống nhau. Chị đừng phân tích nữa, chị đừng phân tích nữa, kệ đi chị. Về đi. Dạ. Khi mà Miyu vào ngày trước con thì lúc đó là Miyu là một cô gái là gọi là hot girl ấy chú. Hình ảnh mà tất cả những cái chàng trai hồi đợt đó là rất là mê. Mà lúc đó con chưa có vô nghề mà con vừa mới ở dưới tỉnh, ở lên Sài Gòn là con biết là lúc đó Miyu có một cái shop quần áo ở đường Võ Văn Tần luôn. Vậy luôn. Lúc đó là con chạy chiếc quay Alpha, con nhớ là con chạy chiếc quay Alpha là con cứ chạy qua chạy lại cái chỗ mà Miyu bán đồ ở Võ Văn Tần để chạy để, nhưng mà xui một cái là cái tiệm của Miyu á là chỉ bán đồ con gái thôi. Yeah. Nên là con không biết là tìm lý do gì cho nên cứ phải chạy qua chạy lại cái shop đồ để lâu lâu dụ mà có cô chủ ở đó mình có thể ngắm được cô chủ. Thì có thể nói là Miyu là một trong những hình ảnh mà một cái cô gái mà giống như một cái bánh táo rất là ngon, rất là thơm, rất là tasty. Mà những cái chàng trai, những cái chàng trai cái thời mà tụi con thời đó rất là mê một cái cô rất là đẹp mà giỏi, học giỏi, tài năng. Thanh Duy, em biết là ai cũng sẽ quan tâm tới Miyu bởi vì cô ấy quá là dễ thương đúng không? Dạ. Em là con gái mà còn thích nữa mà. Nhưng mà em so sánh như vậy thì Miyu là bánh táo thế. Chị là bánh gì? Và mọi người, Miyu là bánh táo thì em nghĩ chị chắc chắn phải là bánh bèo. Bánh bèo dễ thương vậy. Hợp lý chị, hợp lý. Mà. Bánh bèo cũng dễ thương. Dạ còn cô Hồng Vân thì chị Ốc Thanh Vân á là bánh bèo, còn cô Hồng Vân. Cô không cần là bánh gì cả. Em chỉ muốn em là em thôi. Cô nha. Không bánh luôn. Cô trái không trong chuyện này. Tôi cũng đồng ý với Hồng Vân, tôi phản đối. Cô Hồng Vân không bao giờ là bánh gì cả, cô là khuôn bánh nhá. Lần đầu tiên trong chương trình thôi thưa quý vị, chứ còn ngày bé thì tôi cũng gánh cái này nhiều lắm. Tôi vốn là xuất phát từ nông dân. Vâng, đây là cái gánh lúa và nó liên quan tới một cái thử thách chung mà bây giờ chúng tôi sẽ đặt ra cho tất cả các đội. Chúng ta hãy hình dung hôm nay các đội sẽ là những người nông dân. Và đây là sản phẩm mà chúng ta đã làm ra, nông sản mà của chúng ta. Ở đây có chuối, có dừa, có lúa, có hoa, có củi vân vân. Và nhiệm vụ của các đội là gì? Là các bạn sẽ phải gánh và vượt qua cái cầu kia. Đây là một cái thử thách chung, cho nên là tất cả các đội đều thi và không nhất thiết là phải mỗi đội một người. Nhưng mà chúng tôi cần 5 người sẽ làm cái nhiệm vụ gánh này, các đội sau đó sẽ họp và cử ra. Tôi chắc là Hồng Vân đang ngơ ngác có vẻ sợ, không đi qua cầu này chắc là không tham gia. Nhưng mà các bạn trẻ có thể làm giúp cô ấy. Vâng, chúng ta chỉ có 5 lượt thôi. Làm sao qua 5 lượt đó chúng ta phải chuyển hết tất cả những cái này vào trong kia để giao bán cho những người tiểu thương ở kia. Cái khó nhất đối với các đội là đây này, giống tôi này này, là leo ở trên cầu này này. Tôi không những leo được, tôi còn dẫn được ở trên cái cầu này cơ. Và các đội, và phải làm sao mà không được rơi cái gì cả. Nếu như rơi thì buộc phải quay lại làm lại tất cả các thứ. Cho nên chúng ta sẽ phải đi như thế này. Và đến đây là một cái chợ và họ sẽ tiếp nhận nông sản của chúng ta. Sẽ có người mua cái chúng ta đã bàn giao xong. Đó. Ôi tàu hũ kìa. Các đội hiểu chưa? Ra hiểu rồi ạ. Luật rất đơn giản. Nếu như vượt qua 5 lượt người chơi mà chở hết được tất cả những đồ bên kia sang bên này thì mỗi đội có 10 điểm. Còn nếu không, không đội nào có điểm cả. Bây giờ 5 người nào sẽ... Nào. Ô, Phương Hồng Thủy. Rồi. Em anh có chắc chắn không? Chắc. Anh nhá, anh cứ nhìn em từ nãy giờ nhá. Em nói thật với anh nhá, em đi được hết. À. Cái cầu này chả là cái gì với em cả. Không, nhưng mà vấn đề ở đây. Nhưng mà thế này để em ơi, anh xin lỗi. Cái cầu này nó không là gì với em cả, nhưng em lại là cái gì đó với nó. Thì đấy. Em mà lên đây một
thôi thì còn gì để thôi, mà đấu nữa thôi, còn thôi, gì để mà thi nữa thôi, không ai Vân, Vân 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 nhiệt tình Vân lên cũng được, nhưng Vân lên cuối cùng để cho bốn người kia ta đi chứ Vân lên là sập mất rồi, đúng rồi, không còn gì để chơi nữa. Em mới nhường cái đấy cho chị Thủy. Rồi là chị Vân hy sinh, tức là người chính nhất là Hồng Thủy đúng không? Ai nữa? Dạ em, Mi Du là 2, Vũ Mạnh Cường là 3 và Kỳ Phương là 4. Còn mọi người, thôi Duy lên đi, Duy đi. Duy lên đi, con sẽ đại diện cho đội số 10. Duy là 1, Mi Du là 2, Vũ Mạnh Cường là 3, Kỳ Phương là 4 và Phương Hồng Thủy là 5. 5 người này ra đây, xin mời ạ. Đây có hai đôi dép để cho hai hai cô gái này. Mỗi người đi một lượt, Nặng lắm, nặng lắm. Đây cho đây. Phải vô đây đi, đúng rồi, phải vô đây đó. Hay là đưa lên đỉnh nhất được. Em gánh đi, chỉ có 5 lượt thôi vì các bạn tính 5 lần đi như thế nào. Đúng rồi, 5 lượt. 5 lượt thôi. 2 nè. 1 lượt là bóng hoa nè, 1 lượt là lúa nè. 3 nè, 4 rồi. Đúng rồi, 5. Đây Duy, Duy cái này. Tất cả phải gánh qua cầu. Thế à, cần gì gánh, gánh sóc được. Tất cả phải gánh qua cầu. Gánh cái đó dễ hơn. Thôi đưa lúa cho Thủy cho. Rồi cho con 2 buồng chuối. Thôi con ra thử đi. Nặng lắm đó chú ơi. Được không? Anh ơi. Nặng nhưng mà anh đi ra cho nó đẹp khuôn hình. Rồi. Cố lên. Em cái này phải không? Trời ơi, trời chú ơi. Hay quá. Quá đẹp luôn. Đây. Họ không những vận chuyển chính xác mà họ còn đi rất đẹp. Cố lên, Vũ Mạnh Cường, cố lên. Chết rồi. Đây có gánh này chưa? Có chân. Lần đầu tiên con gánh luôn. Ok, từ từ nha. Rồi, lên đi. Rồi bỏ chuối ra thôi. Kỳ Phương cố lên. Chết là mấy lần luôn. Bây giờ sẽ là Mi Du. Lần đầu tiên em được đi gắn hoa. Cố lên, okay. Cố lên. Chiến không luôn. Từ từ nha. Cố lên, Mi Du. Từ từ. Có chừng nha con. Chuẩn luôn. À lại còn đi đất kìa, cô còn đi đất. Cô không thèm đi dép kìa. Chưa bao giờ tôi thấy những người nông dân nào mà lịch sự, đáng yêu, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết như thế này. Họ không chỉ là chở hàng của họ đã sản xuất hàng năm trời đến chợ để tiêu thụ, họ còn dọn dẹp cho cảnh quan của sân khấu nó đẹp như đúng ký ức vui vẻ. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúng tôi cảm ơn và chúc mừng tất cả các bạn. Mỗi đội có 10 điểm. Cảm ơn các diễn viên. Tôi tin chắc là Thanh Duy hay là Mi Du hay là Vũ Mạnh Cường chưa bao giờ là phải gánh cái gì cả đúng không? Nhưng mà ít nhất cũng đã nhìn thấy. Em có hả? Dạ. Em đã gánh gì em? Em không gánh nhưng mà em chứng kiến cái gánh này từ hồi bé. Quê ngoại ở miền Trung. Cái gánh đậu hũ kia làm em rất là nhớ thời thơ ấu của mình. Em có một người bà đúng một đời bán cái này để nuôi cả gia đình. Một bên là để đậu hũ, một bên còn lại là gánh một người em của em, gánh đứa con đi theo bán. Cho nên là em nhìn em rất là nhớ cái kỷ niệm mà quê miền Trung. Wow. Dạ. Thông qua câu chuyện của anh Kỳ Phương thì con lại nhớ câu chuyện của con hồi bé. Con cũng được hạnh phúc là ở trong một cái gánh của mẹ. Bố con là bộ đội, mẹ con là cô giáo, nhưng mà lâu lâu thì mẹ con cũng có bán thêm những hàng hoa hoặc là hàng rau á chú. Chuẩn bị vào mùa xuân thì mẹ con lại đi gánh cái rau ra chợ để bán, và dọc triền đê đó thì đầy hoa cải vàng chú. Và với con nha thì là màu vàng của hoa cải mới là màu của mùa xuân, chứ không phải là màu của hoa mai. Phải lúc đó bố được về. Vâng. Cái gánh hàng vừa rồi ấy, mỗi người nó sẽ gợi trong mình một cái kỷ niệm nào đấy. Với tôi chẳng hạn thì tôi nhớ là tôi cũng đã từng ngồi ở trong cái thúng ấy,
Ngày xưa thì không có nhiều phương tiện, xe cộ không có, và các cụ là chỉ có gánh thôi, cho cả con vào đấy ngồi. Và đặc biệt là vào những cái năm 64, 65, khi mà chiến tranh bắt đầu nổ ra ấy, thì là đi sơ tán, chị gái tôi là gánh. Ở trong đấy là gì? Là có cơm nắm, muối vừng, rồi có đủ các thứ này kia để gánh đi sơ tán cách đấy mấy cây. Sáng cứ gánh một gánh đồ ăn đi, xong rồi đến tối lại gánh từ đấy gánh về. Một cái gì đó thôi, nhưng nó khiến cho chúng ta mỗi người sẽ liên tưởng tới một cái gì đó. Và tựu chung tất cả những cái đó, cho dù nó là nỗi ám ảnh như của tôi, cho dù nó là sự hạnh phúc mà chờ đợi như Vũ Mạnh Cường hay của nhiều người khác, thì đấy vẫn là những ký ức thật là đẹp và thật có giá trị, thưa quý vị. Vâng, tiếp nối cái dòng ký ức của anh Sâm á, tôi lại gợi lại một chút cũng khốc liệt của thời chiến tranh, nhưng mà sau đó một thời kỳ một chút, cái những ngày tháng 12 năm 1972 khi mà B-52 ném bom vào Hà Nội, nhà ga. Đúng rồi. Và ném cả vào Khâm Thiên. Khâm Thiên. Thì vâng, những thời kỳ đấy là cứ 3 đến 4 giờ sáng là các nhà không có bằng cách báo cứ đập cửa vào nhau. B-52 nó sang, nó bay đấy, B-52 dậy đi. Thế mọi người lục tục di chuyển ra khỏi thành phố Hà Nội. Giữa đêm cứ từng bóng người lờ mờ đi, và tôi không thể nào quên được những cái ám ảnh, chứ không thể gọi là ký ức được. Một bà mẹ và gánh hai đứa trẻ con, và có hai đứa nữa bám vào đấy để đi lầm lũi trong đêm, và cháu nó vừa đi, nó cứ vừa ngủ gật thế này. Mà cứ đi ra khỏi Hà Nội như thế, để không thấy ném bom, 7-8 giờ sáng lại lộn về, để rồi đêm sau lại đi ra khỏi Hà Nội, bởi vì chiến tranh. Những ngày tháng 12 năm 1972, trên gần 40 năm rồi. Vâng. Em thì lại xin chia sẻ là cái thời kỳ của em là cái thời kỳ làm thủy lợi, rồi thời kỳ nông nghiệp, cho nên là cái chiếc quang gánh và đôi quang gánh nó là cứu cánh của rất nhiều những người nông dân về nông nghiệp. Ở trước đây thì họ kéo xe bò, xe cải tiến, rồi thì ôm lúa bằng tay. Xong bây giờ có quang gánh rồi thì có thừng có cháo họ buộc vào những chiếc đòn sóc ấy. Hình ảnh những bó củi của những tiều phu được xếp rất là chặt, sau đó dùng cái đòn sóc hai đầu để gánh từ trên rừng về. Rồi hình ảnh những đôi quang gánh này với những xảo đất đắp đê, với những con kênh được đào. Có những chiếc quang gánh nó không phải chỉ gánh một cái thúng này đâu, họ có thể gánh được 2-3 cái thúng, bởi vì có những cái quang rất là đại. Và những cái người chú em rất là lực lưỡng, gánh những cái thúng thóc để đi nộp thuế cho nhà mình. Rồi thì những hình ảnh của những gánh đất được đổ đi ở những cái thùng đấu, ở những cái ao được đào của hợp tác xã. Thì em thấy là cái gánh này nó là một thời kỳ như tuổi thơ của em, là thời kỳ vất vả. Chiếc đòn gánh đúng là oằn nặng trên đôi vai của bà, của mẹ. Và ngày xưa người ta chọn những cây tre đực thật là cật, thật là dày, thật là chắc, để có thể tạo thành một chiếc đòn sóc, tạo thành một chiếc quang gánh có thể gánh tới hàng tạ mà không hề bị gãy. Cho nên hình ảnh mà chiếc quang gánh này nó còn lành lặn, chiếc đòn gánh nó còn tốt, thì cũng thể hiện được sự cường tráng của cơ thể, sự hiện được sức mạnh kinh tế của một gia đình chịu thương chịu khó. Mà chúng ta nghe trong văn thơ mà thấy cái hình ảnh mà đứt gánh giữa đường, tức là nó thể hiện một cái sự tan vỡ, một cái sự tan tác của gia đình, của kinh tế. Cho nên người ta chọn cái quang gánh về chất liệu làm quang gánh. Về sau này họ làm quang gánh bằng sắt thép anh ạ, tức là họ làm bằng dây thép ấy, rất là chắc. Cho nên là với em thì ký ức về những đôi quang gánh và những chiếc đòn gánh và những chiếc đòn sóc này, có những nhà có những chiếc đòn sóc anh ạ, dài và to, họ xiên một lúc được 3 cái xốc lúa như thế, và làm xong hết vụ mùa lại gác lên gác bếp. Những cái chiếc đòn sóc để năm này qua năm khác nó hun bằng bồ hóng ấy, nó đến mức nó đỏ tươi cả chiếc đòn sóc ấy ra. Và những hình ảnh ấy đối với em bây giờ nó vẫn như là một cuốn phim đang chạy trong đầu và không bao giờ quên được. Anh Sâm ạ, Long vừa nói về cái đó thì Chí Trung còn nhớ ra một thời kỳ những năm học phổ thông trung học á, thì Hà Nội rất tự hào là có 7-9 cái hồ. Nhưng mà nếu các bạn biết rằng là chỉ có Hồ Gươm và Hồ Tây là đúng nghĩa là hồ thôi. Còn ngoài ra công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ, hồ Hoàng Cầu là toàn hồ đào hết. Và thanh niên chúng tôi là cứ đến ngày thanh niên tình nguyện là gánh đất đi những cái hồ được hình thành từ đấy, và bây giờ các bạn cứ đinh ninh đấy là hồ tự nhiên. Hồ trên vai chúng tôi đấy. Ghi với Mi Du nè, còn có nghe cái tiếng kiểu kẹt kẹo kẹt của tiếng võng á, thì ở cái đôi quang gánh á là nó có cái tiếng kiểu kịch của quang gánh luôn. Nó rất là hay, và khi người ta gánh nó phải có một cái nhịp, thì lúc đó mình sẽ không thấy nặng, mình không thấy đau ở cái chỗ này. Cái dáng của người phụ nữ á mà khi gánh á rất là đẹp luôn. Đừng lên gân. Phải nhúng. Nhưng đó đúng rồi. Đừng lên gân. Và tụi con nghe cái tiếng kiểu kịch đó, tụi con sẽ cảm thấy rất là lãng mạn và rất là thăng hoa. Mà chắc rằng là nhiều người cũng rất là quen thuộc. Quý vị có nhìn thấy chiếc lược này không ạ? Cái lược, vâng.
Thập niên 70 cái lược này nó rất phổ biến. Nó là những kỷ vật mà những người yêu nhau tặng cho nhau. Wow. Và nó được làm ra cũng rất đặc biệt. Cái này ấy, nó làm bằng cái đưa ra. Và câu hỏi của chúng tôi như sau. Thập niên 70 lắng nghe này. Vào những năm 60-70, để làm ra những vật dụng sinh hoạt từ hợp kim đưa ra, ví dụ như thế này, người ta lấy ở đâu? A. Mảnh bom. B. Xác máy bay. Hay C. Vỏ đạn nung chảy để nguội rồi cán phẳng. Đáp án của đội thập niên 70 là B, là từ xác máy bay. Và đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Thực ra thì mỗi một lần nhìn những cái vật dụng này chúng ta nhớ tới một thời. Tôi nghĩ rằng nếu như mà những người phi công Mỹ ngày xưa ấy, mà họ nhìn thấy cái này và họ biết rằng nó được làm từ vỏ máy bay bị bắn rơi thì họ không tin đâu. Nhưng mà đó là có thật. Vâng. Ngoài những cái lược, những cái vòng bằng đưa ra hay là những cái nhẫn bằng đưa ra làm được rất nhiều thứ. Và không ai nghĩ rằng từ một xác một chiếc máy bay lớn như thế mà ra được những cái vật dụng như này. Hoàn toàn thủ công, hoàn toàn nhờ cái bàn tay khéo léo của ai đó làm ra. Cái thập niên đấy là đây là cái món quà kỷ niệm rất có ý nghĩa và rất có giá trị đối với những đôi tình nhân. Hồng Vân, em có biết cái này không hay là em cũng chỉ nghe thế thôi? Dạ, thực ra là nếu mà năm 70 thì lúc đó em chỉ có 4 tuổi thôi. Cái này thì em thấy rồi. Thấy là thấy do từ bà, chứ không phải là em có. Nhưng mà em trả lời được câu B là do khán giả. Đồng đội của tụi em. Dạ, nhưng mà cái này thì em thấy rồi. Chỉ có điều em nghĩ là nó làm bằng nhôm. À, không phải là nhôm mà nó là đưa ra. Đưa ra. Thì đó, cái chất để làm ra máy bay ấy, cánh máy bay, vỏ thân máy bay ấy, là những máy bay hồi đó bị bắn rơi ấy, là người ta lấy. À, có ai có kỷ niệm với những đồ vật như thế này không ạ? Kỳ Phương xin mời. Kỷ niệm về cái này thì em không có nhiều, nhưng mà mặc dù em nhỏ tuổi hơn chị Vân, nhưng mà em may mắn được biết cái này. Em có một người dì từ miền Trung tập kết ra Bắc, và sau khi giải phóng thì dì đó, cả gia đình đó dì vào thăm nhà em, mang theo rất là nhiều cái vật dụng mà ở trong phía Nam rất là ngộ nghĩnh khi phát hiện ra. Và câu chuyện anh nói, mặc dù em rất là nhỏ nhưng mà em hiểu được là nhiều cái vật dụng này, ngoài ra còn khăn tay rồi kẹp rồi cái gì đó. Nhìn cái này em nhớ lại một cái thời ký ức của mình rất là nhiều. Với các bạn trẻ thì chắc là các bạn ấy không bao giờ nghĩ và không bao giờ hình dung ra được là ngày xưa người ta có thể làm được cái này từ cái máy bay, đúng không? Từ cái thân máy bay, không ai tin được. Nhưng mà nó là kỷ niệm với rất rất nhiều người. Chúng tôi muốn mang nó đến đây để khán giả theo dõi, bởi vì chúng tôi biết rằng mỗi một lần phát sóng chương trình Ký Vui Vẻ thì rất rất nhiều những người thuộc những thế hệ trước, những cái năm tháng đó họ xem, rất có thể với ai đó cái này là một cái kỷ vật mà không bao giờ quên. Và tất cả mọi thứ đó chúng tôi đều muốn nhắc nhớ tới tất cả mọi người là chúng ta không được phép quên bất kỳ một thứ gì, bất kỳ ai đã có trong quá khứ. Đơn giản vậy thôi. Nhưng có lẽ cũng phải cần nói cho các bạn ấy biết rằng phần đông những cái vật dụng này mà cho nhau như vậy không phải từ tay nghề những người thợ thủ công, mà hoàn toàn phần lớn tay ở những người lính, những người bộ đội. Chính xác. Khi mà nhặt cái xác máy bay này về, và trong những lúc mà chưa phải đi chiến đấu, những lúc mà đóng náu quân ở những khu rừng, thì hàng ngày tỉ mẩn làm những cái nhẫn, những đi ra, làm những cái hình trái tim có ảnh, rồi là có cả vòng tay. Và đặc biệt chiếc lược này là phổ biến nhiều nhất để tặng cho người thương, và trên nó khắc chữ tặng cho người yêu của mình. Và nó đẹp và nó kỷ vật ở cái chỗ bây giờ hôm nay chương trình sẽ phát lên. Và rất nhiều những người lính ấy bây giờ, những bác ấy, những ông ấy còn sống, và ông ấy đều nhớ lại một thời xa xưa hào hùng của đất nước, và cũng là một thời mà trái tim của họ thổn thức nhiều nhất, vì những cô gái ở hậu phương chia tay yêu xong mới hôn vội một cái vào má, đã chia tay nhau để ra chiến trận. Và cũng có rất nhiều người lính làm ra những cái lược kia nhưng bây giờ không còn sống nữa, không còn trở về với đất nước bây giờ nữa. Cảm ơn anh. Tại vì thực sự những thông tin đó nó rất là quý đối với thế hệ của tụi em. Những hình dáng của những chiếc lược này thì mình cũng đã từng thấy đâu đó, nhưng mình cũng thực sự không hề nghĩ là nó lại được làm từ xác máy bay. Và hồi nãy cảm giác của em với lại Cường khá là giống nhau ha. Ngay khi mà các đáp án hiện lên là Cường nói Cường nổi da gà, còn em thì em cảm thấy sao lại là những hình ảnh nó lại tang thương đến như vậy. Nếu như mình sinh ra vào thời điểm đó thì nó cũng sẽ trở thành một điều rất là bình thường, một điều rất là hiển nhiên. Nhưng mà bởi vì do mình sinh ra ở một cái thời nó quá bình an như thế này, đâm ra mình nghĩ rằng là nếu mà mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì không biết là
mình sẽ đối diện như thế nào. Có lẽ là thời cuộc như vậy thì con người ta sẽ giống nhau, con người ta đều muốn là cuộc sống phải thoát khỏi cái khổ, cái đói, cái nghèo, cuộc sống phải được yên bình và không còn chiến tranh nữa. Và em nghĩ rằng là đâu đó trong khoảnh khắc của những người lính mà họ tạo ra những vật dụng này, nó cũng giúp cho họ cảm thấy rằng là vẫn còn những cái niềm vui, dù rất là nhỏ thôi, những cái điều tích cực và một cái tương lai tốt đẹp vẫn còn đang chờ đợi. Và bây giờ thì tương lai đó đã trở thành hiện thực rồi. Con thì được may mắn là tại vì con có làm cho một quỹ giúp đỡ cho những người là nạn nhân của chiến tranh. Con cũng có cơ hội là gặp luôn những cái người phi công bị giam trong nhà tù hỏa lò. Thì những người phi công Mỹ đó nói rằng là cái ngày mà người ta ở trong nhà tù hỏa lò, cái điều mà người ta trăn trở nhất đó là sự yên bình. Đó là gia đình, là vợ, là con, mà chính tay người ta lại phá nát và hủy hoại. Và con thấy một hình ảnh mà con nghĩ là rất là đánh động mình luôn. Đó là những người nông dân ở trong năm 1972, và mọi người vẫn có một cuộc sống rất là bình thường, ở bên cạnh những xác bom, ở bên cạnh xác đạn. Có nghĩa là khi mà tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại thì sức sống của con người Việt Nam vẫn vô cùng. Và tới thời điểm này thì con vẫn thấy rằng là ở đâu đó những nạn nhân của da cam, những nạn nhân của bom mìn, họ vẫn vượt qua nỗi đau của mình chú, để họ lại hỗ trợ cho những người khác. Vâng, rất là vui. Tôi ngồi tôi nghe cái câu chuyện của Ốc Thanh Vân và Vũ Mạnh Cường nói thì nó gợi trong tôi một cái suy nghĩ rất là lạc quan. Tôi phải cảm ơn các bạn vì làm tôi nhớ lại vào khoảng những năm 90 ấy. Thì có một chuyến công tác tôi đi cùng với nhà văn nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đi Hải Phòng. Thì tôi có nói với anh Thi là anh ơi, em cảm thấy hoang mang và hơi lo. Bây giờ mà nhỡ chẳng may đất nước có chuyện gì đó thì không biết là bọn trẻ nó như thế nào. Ông Nguyễn Đình Thi không một giây suy nghĩ, ông nói ngay: em đừng lo, chúng nó sẽ lại lên đường như lứa anh em mình. Nó sẽ lại chiến đấu, nó sẽ lại làm tất cả để giành giật, để bảo vệ tổ quốc mình. Ông nói một câu đấy. Hôm nay tôi nghe các bạn ở trong chương trình Ký ức vui vẻ nói lại những câu chuyện ngày xưa, thấy các bạn cảm nhận về tất cả những cái gì nó đã diễn ra và những chia sẻ của các bạn, tôi tin ở các bạn. Các bạn đã gieo cho tôi một niềm tin. Cảm ơn các bạn, chúng tôi tin ở các bạn. Anh ơi, em thì em nghĩ này, vừa nãy anh Trung có nói một chút là bởi vì hầu như những cái sản phẩm từ chiến tranh này thì đều bắt nguồn từ tay của những người lính. Bởi vì chỉ có những người lính mới có thể tìm ra những cái kỷ vật từ những cái sự chết chóc. Còn những người dân thường ấy thì rất là khó, bởi vì thứ nhất là họ phải bận sơ tán, họ phải bận làm ăn. Không ai có thể nghĩ rằng từ những cái xác máy bay này để làm ra những cái chiếc lược, hoặc như anh Trung nói là chiếc nhẫn. Thì bác em là lính pháo binh, và bên cái xác cốt ngày xưa là chính trị viên mà. Trước năm 75 bác ấy vào trong Sài Gòn, nhà em có người nhà ở quận 4, đi qua cầu Cam Mét thì tất cả đều, cả phố mà nhìn thấy đều rất là ngưỡng mộ một anh bộ đội đeo xác cốt. Thì bây giờ bác em vẫn sống và vẫn có cái lược đi ra này đi theo, mặc dù ông ấy giờ thì không có tóc nhưng mà vẫn giữ cái lược. Bởi vì là trước đây là có một người lính, đúng như Trung nói là trong cái chặng đường hành quân ấy, những lúc nghỉ có nhặt được cái miếng đấy, và người ta tìm một cách thì làm tặng thủ trưởng một cái lược, và vẫn giữ đến tận bây giờ. Hình thù của nó thì ngày xưa đây là những cái lược mà được đẹp rồi. Ngày xưa là cái lược nó có vuông như này anh ạ. Đúng rồi. Và nó chia thành hai bên, một bên rãnh to, một bên rãnh bé á. Đúng rồi. Một bên người ta rũa ra mà một bên là rãnh bé hơn, một bên là rãnh to hơn. Một cái là lược thưa, một cái lược bao, lược bí. Nó dài gần như gấp đôi bằng cái này, và nó trải được hai bên đấy. Thì là bác em vẫn giữ cái đó. Từ Long nói một cái ý rất hay, nó khiến tôi chợt nhận ra. Bạn ấy có nói rằng là tìm thấy cái sự sống từ cái sự chết chóc, những cái niềm vui, những cái gì đấy từ cái mà gây ra chết chóc như máy bay chẳng hạn nhá. Nhưng mà tôi lại phải đính chính một là cái rằng đúng, đa phần nó xuất phát từ những người lính. Nhưng mà về sau ấy, những người thợ mà khéo tay ấy, họ lại làm rất nhiều và họ bán những cái hàng này. Và bác em có một chi tiết là tặng cái đó cho vợ, là bởi vì ngày xưa hầu như là ai cũng có tóc dài chấm lưng thon hết. Bởi vậy cho nên là cái việc tặng lược này thì em cảm nhận rằng chắc chắn là nó do một cái hậu phương của mình có những cái mái tóc đáng nhớ như vậy. Cho nên là các thủ trưởng cũng như là những người lính ra trận bao giờ cũng nghĩ tới hậu phương tới và hậu mang phương. Về để tặng họ. Đơn giản thôi, vì hậu phương họ chiến đấu, vì hậu phương họ chiến thắng, và vì hậu phương họ sẵn sàng hy sinh.